Đấy, thì tương tự như vậy thì đối với cái dầm nó cũng như vậy thôi. Ví dụ như ở đây, tôi muốn có cái dầm ở phần móng này ạ. Thì bố trí dầm móng thì nó cũng là vào structure đây. Thì đây nó có phần là beam dầm này. Đây cũng là dầm thép này. Thao tác tương tự load family này. Và các bạn chọn cho tôi ở đây là gì? Là structure framing. Và chọn vào đây là bê tông này. Chọn này. Open. Đấy nha. Thì các bạn sẽ thấy cái dầm này, Edit Tile này, Duplicate. Ví dụ tôi muốn chọn một cái dầm móng chẳng hạn. Ví dụ dầm móng đây tôi chọn D này. Ví dụ như là 300 nhân với cả 550. Ok. Thì các bạn chọn đây 300 550 này. Ok. Và đây nó cũng on grid này, chọn này, các bạn để quét nha. Finish. Thì dầm sẽ được bố trí nha. Các bạn muốn bố trí rồi chọn đây, lệnh set xong rồi chọn đây, ta lại vẽ cái dầm ở đây nha. Và vẽ dầm này thì nó cũng có các đường SP line, gọi là dầm chúng ta có thể vẽ theo ý chúng ta mong muốn được, hiểu không? Vẽ mấy cái dầm này không kết cấu khóc ngay đấy. Chọn đây set này, vẽ từ đây qua đây, bạn sẽ thấy không? Ví dụ như dầm móng đây chẳng hạn, các bạn nhìn 3D này, các bạn sẽ thấy cái dầm móng đây không, đúng không? Ví dụ như 550 cái đài này nó nhảy chẳng hạn, thì mình có thể chỉnh sửa edit này, các bạn có thể rename, các bạn để sửa đây là bao nhiêu, 550 chẳng hạn. Đấy. Sửa đây là 550 thì toàn bộ cái hệ thống này làm sao nó sẽ sửa đi nhỉ, mọi hiểu ý tôi không nhỉ? Ví dụ như thế, tôi lên tầng 1 đây thì tôi sẽ phải có cái gì, có một cái rằng, đúng không? Cái rằng móng thì tương tự vào dầm đây, edit tile duplicate, tôi chọn đây là một cái rằng, là rằng kích thước là bao nhiêu, 220 nhân với cả bao nhiêu, 100 đây, 220 chiều rộng chiều cao 100. Ok, thì bạn on grid đây, bạn chỉ việc add vào đây thôi, finish này, chọn đây này, nó là cái rằng. Đã. Chọn đối tượng này, sẽ vẽ thêm vào đây nào, từ đây vào đây, đúng không? Cái rằng này, bạn nhìn trên 3D này, bạn thấy cái rằng này không? Các bạn chuyển tôi cái chế độ nhìn này, ví dụ như là wireframe là khung dây này, bạn chuyển chế độ shader này để nhìn cho nó dễ, đúng nhá. Còn đây nó có cả chế độ là gì? Vật liệu Rhinatic là hiển thị vật liệu render ấy, đây bạn thấy không? Bê tông này, nhưng mà để này cho nó nhẹ, đúng không? Đó. Thì tương tự như vậy đến các cái dầm bên trên chẳng hạn, ví dụ như tầng 2 chẳng hạn. Thì chúng ta có beam đây. Đây. Edit này, duplicate. Ví dụ các bạn chọn một cái dầm đây. 220 nhân với cả 300 chẳng hạn. 350. Ok. Đây 220 cao là 350. Dừng on grid đây. Ta quét qua nhỉ. Finish. Đúng không? Các bạn có thể tự vẽ vào đây. Đây. Thấy không? Đây nhìn 3D này. Đúng không? Còn các bạn muốn copy lên khi mà nó giống nhau ở các tầng ấy, chọn toàn bộ này. Đúng không? Chọn toàn bộ ở đây này. Như này nó chọn mất cả cột đúng không? Ra lại vào filter ra chọn lấy cái gì thôi. Structure framing nè, cái dầm này này. Sẽ là ấn Ctrl C này. Paste align đến tầng gì, tầng 3 và tầng mái này, ok. Nó bao nhiêu tầng thì ra paste, thì ra chọn đấy thôi. Đây nó đang bị làm sao, sai cao độ đúng không? Này Ctrl Z này, này ta chọn này, Ctrl C này, paste align, chọn tầng mái và tầng 3 này, ok. Mọi người thấy không? Đó thì những cái này ví dụ làm chung cư hay làm những cái cao tầng đơn giản thì sẽ rất là nhanh thôi. Đấy. Còn ví dụ như tầng 2 đây các bạn muốn vẽ thêm cái dầm phụ này, vào beam này, vào beam này, vào lệnh này, edit tile này, duplicate, các bạn muốn vẽ dầm phụ, ví dụ như dầm ở đây nó sẽ là bao nhiêu, 150 nhân với cả 300 này, dầm vệ sinh nhé, đúng không? 150 này nhân với 300
và sau này nó sẽ thống kê chúng ta, ví dụ như tôi muốn vẽ ở đây ví dụ như này ạ. Đấy, ta vẽ nó như kiểu là bình thường thôi. Thấy không? Thì các bạn nhìn trên 3D này, đây cái khu vực dầm phụ đây này. Mọi người thấy không? Và nó tự join, nó tự trừ đi. Và tất cả các khối lượng này thì nó đều có khối lượng là chiều dài là bao nhiêu, rồi là khối lượng thể tích là bao nhiêu khối bê tông, sau này chúng ta sẽ thống kê ra được. Ví dụ như làm nhà dân dụng này là thống kê được khối lượng hết phần thô quả nha. Nói chung chủ nhà muốn tầng 1 bao nhiêu khối bê tông thì mình báo chuẩn luôn nha, vì cái này tôi đã test qua thi công rồi nha, khối lượng hao hụt không đáng kể đâu. Rồi, ok.